Thưa quý vị, thưa các bạn, dù đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, nhưng da giày vẫn là những ngành công nghiệp quan trọng, đóng góp lớn giá trị xuất khẩu và tạo việc làm cho người lao động. Bộ Công Thương cũng đã có định hướng phát triển, giúp ngành này phục hồi ngay sau khi đại dịch được kiểm soát. Sau gần 2 năm bùng phát, dịch COVID-19 đã làm đảo lộn kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhiều ngành hàng, trong đó có da giày cũng không ngoại lệ, thậm chí còn bị ảnh hưởng rất nặng nề. Việc triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tại các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam, khiến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo tính toán sơ bộ, một doanh nghiệp da giày với khoảng 9.000 lao động, chi phí triển khai các biện pháp phòng chống dịch mất khoảng 1 triệu đô la Mỹ, chưa kể chi phí đầu vào tăng 5-10%. Mặc dù đã rất nỗ lực, tuy nhiên triển vọng đạt mục tiêu của ngành này trong năm nay không mấy khả quan. Bộ Công Thương ước tính năm 2021, sản lượng một số mặt hàng chính của ngành đều sụt giảm và thấp hơn so với mục tiêu đã đặt ra. Ví dụ như giày, dép da chỉ đạt khoảng 238 triệu đôi. Như doanh nghiệp này tại thời điểm dịch căng thẳng ở thành phố Hồ Chí Minh đã phải tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, oằn mình chống dịch để đảm bảo sản xuất kinh doanh. Để làm sao thu hút được người lao động trở lại với này công ty thì chúng tôi đã phải đưa ra rất nhiều cái chính sách, xây dựng một bộ tiêu chí cụ thể rõ ràng nhằm gắn bó người lao động và công ty. Một là đảm bảo cái đời sống của người lao động thông qua mức lương và các cái khoản phụ cấp để cho cái thu nhập của người lao động cao và người lao động cảm thấy rằng đời sống mình được bảo đảm và được ổn định. Cái thứ hai, chúng tôi chăm lo đời sống tinh thần của người lao động thông qua cái việc là chúng tôi xây dựng ký túc xá để cho người lao động được ăn ở tại chỗ. Đây là một điểm hết sức quan trọng để giúp cho chúng tôi kiểm soát an toàn dịch bệnh cho người lao động và người lao động cảm thấy yên tâm, không còn lo sợ như trước đây nữa. Hạn chế tất cả những cái khoản đóng góp, các cái chi phí để làm người lao động ổn định, đồng thời giảm được những cái chi phí không cần thiết trong sinh hoạt. Ba là các doanh nghiệp sau dịch tài chính cũng gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi mong muốn và đề nghị nhà nước, chính phủ, đảng quan tâm cho người lao động cùng với doanh nghiệp chia sẻ những cái khó khăn cũng như tạo một cái niềm tin đối với người lao động. Theo Bộ Công Thương, trong năm 2022, mức độ hồi phục của sản xuất kinh doanh phụ thuộc nhiều vào diễn biến dịch bệnh và việc triển khai tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19. Trong khi đó, miễn dịch cộng đồng khó có thể đạt được trong ngắn hạn. Việc xuất hiện các biến chủng mới của virus với tốc độ lây lan rộng tiếp tục là những rủi ro lớn. Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có dệt may, da giày, đang được hưởng lợi về giá. Tuy nhiên, việc dựa chủ yếu vào nguyên liệu nhập khẩu sẽ khiến các ngành chịu tác động của việc giá cả hàng hóa cơ bản, nguyên vật liệu tăng. Giá cước vận chuyển chưa có dấu hiệu giảm, vẫn ở mức cao, cũng khiến chi phí tăng cao. Một khó khăn nữa là nguy cơ thiếu hụt nguồn lao động đang khiến doanh nghiệp dệt may da giày rất lo lắng. Thực tế, việc đưa ra những dự báo dài hạn ở thời điểm hiện tại là tương đối khó khăn và độ chính xác có thể không cao. Điều này buộc các doanh nghiệp, ngành hàng dựa trên điều kiện thực tế linh hoạt trong điều hành sản xuất. Với vai trò đơn vị quản lý ngành, Bộ Công Thương đã bám sát diễn biến thị trường, phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ ngay những nút thắt cho doanh nghiệp, đồng thời xây dựng các giải pháp dài hạn, cải thiện nội tại sản xuất, giảm dần phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập khẩu, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu, phát triển ngành thời trang trong nước. Theo đó, Bộ đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may và da giày đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Xây dựng chương trình phát triển bền vững ngành dệt may da giày giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ 4.0 trong thiết kế sản xuất, xanh hóa ngành công nghiệp dệt may da giày. Phát triển dệt nhuộm trong nước, đảm bảo nhu cầu vải cho ngành. Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh rủi ro, đồng thời đảm bảo được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ của các hiệp định thương mại tự do, nhất là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, tiếp tục thực hiện các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước dịch chuyển từ CMT lên FOB, ODM, OBM, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của đơn hàng xuất khẩu, chú trọng khâu thiết kế mẫu mã và hệ thống phân phối nhằm phát triển hơn nữa thị trường nội địa,
đồng thời hướng tới xuất khẩu. Với cái bối cảnh mà dịch bệnh COVID xảy ra thì việc đứt gãy chuỗi cung cũng là một cái ảnh hưởng rất là trầm trọng đối với việc sản xuất xuất khẩu. Và khi chúng ta càng chủ động được bao nhiêu thì chúng ta sẽ vừa nâng cao được giá trị gia tăng, nhưng đồng thời chúng ta sẽ liên tục được các cái quá trình sản xuất không bị đứt đoạn. Thì đây cũng là một cái giải pháp rất là tốt, và chúng tôi thấy rằng cái thời điểm này là một cái thời cơ rất lớn cho Việt Nam khi chúng ta khi thế giới đang xác lập lại chuỗi cung mới. Là chính vì thế mà chúng ta vừa là có các hiệp định EVFTA, chúng ta cũng vừa có cái việc thay đổi cái chuỗi cung, đó là một cái phương thức, một cái cơ hội để các doanh nghiệp của chúng ta vươn lên, phát triển cũng như thay đổi xác lập một cái chuỗi cung mới nhằm nâng cao cái giá trị gia tăng cho sản phẩm giày dép cũng như túi sách xuất khẩu sản xuất tại Việt Nam. Theo Hiệp hội Da giày và Túi sách Việt Nam, các khách hàng nước ngoài vẫn đánh giá cao các sản phẩm của Việt Nam và ưu tiên các đơn hàng từ Việt Nam. Trong 10 năm tới, dư địa cho hàng da giày của Việt Nam vẫn còn rất lớn và có khả năng tăng trưởng tốt. Các doanh nghiệp trong ngành phải chủ động kế hoạch không chỉ phát triển cho năm 2021 mà đã chuẩn bị cho từ 5 đến 10 năm sau. Trước mắt, sau COVID-19, áp lực đầu tiên mà doanh nghiệp sản xuất da giày trong nước phải đối mặt là thiếu lao động. Do vậy, về phía doanh nghiệp cần chủ động tăng năng suất lao động. Doanh nghiệp cũng cần có cả chiến lược dài hơn cho đầu tư vào công nghệ để đổi mới sản xuất, áp dụng mô hình quản lý tiên tiến mới có thể cạnh tranh. Đáp ứng các tiêu chí là điều kiện bắt buộc để có thể xuất khẩu sang các thị trường lớn như EU. Với những doanh nghiệp chưa tận dụng được các hiệp định thương mại tự do, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần đầu tư xứng đáng, đáp ứng được các tiêu chuẩn của nhà nhập khẩu về lao động, môi trường, an toàn sản phẩm. Thị trường nhập khẩu luôn đặt ra các yêu cầu mới, thậm chí là cả bộ quy tắc. Đáp ứng các tiêu chuẩn trên là điều kiện bắt buộc để trở thành nhà cung cấp cho nhà nhập khẩu. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể cân nhắc trở thành nhà cung ứng cho các doanh nghiệp lớn trước khi làm nhà cung ứng trực tiếp cho nhà nhập khẩu. Với những nỗ lực cả từ phía doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, hy vọng rằng ngành da giày sẽ có những bước tiến vững chắc.